video của mình đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu các bạn thấy video hay, hãy để lại cho mình một like và một subscribe cho channel mình để có thể nhận thêm được nhiều video chất lượng như này trong tương lai. Peace out.